Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ ngành trung ương và tỉnh Đồng Nai để rà soát tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại cuộc họp, Đồng Nai kiến nghị Chính phủ xem xét cho tạm ứng từ nguồn vốn đã bố trí hơn 840 tỷ đồng để chi trả phần còn lại, đảm bảo tiến độ chung dự án. Đối với diện tích 2.000 hectare thu hồi của Tổng công ty Cao su Đồng Nai với số tiền bồi thường hỗ trợ là hơn 1.100 tỷ đồng, do nhà nước không có quỹ đất để bồi thường cho công ty phục hồi năng lực sản xuất. Vì vậy, kiến nghị Chính phủ cho áp dụng chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 47. Liên quan đến công tác tái định cư, khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, sau khi điều chỉnh quy hoạch tổng số lô, có thể bố trí hơn 7.000 lô. Sau khi bố trí cho dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và tái định cư hai tuyến giao thông kết nối, còn dư hơn 1.800. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xin bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả kinh phí đầu tư số lô tái định cư cho ngân sách trung ương theo quy định. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Đồng Nai chuẩn bị kỹ hồ sơ, phân định rõ nội dung nào kiến nghị Thủ tướng, nội dung nào kiến nghị Quốc hội và làm việc thống nhất với các bộ ngành trung ương để trình Quốc hội, Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền.